Hello, hello everyone. Amy xin chào tất cả bạn bè cô chú đã ủng hộ kênh YouTube của Amy trong thời gian vừa qua. Chào cả nhà. Hôm nay cả nhà có khỏe không nào? Hôm nay Amy cũng chia sẻ với cả nhà về một cái sở thích nho nhỏ của Amy mà Amy nghĩ chắc cũng nhiều các bạn nữ hoặc là giới nam giới mình cũng có nhiều người có sở thích giống Amy. Hôm nay Amy muốn chia sẻ đến cả nhà là đây nè. Đó, Amy rất thích ở nhà mình luôn có hoa tươi để trưng cả nhà. Cả nhà thấy bình lan của Amy không? Bình lan rất là đẹp. Đó, nó đã nở rộ rồi nè. Chỉ còn có mấy nụ nữa thôi. Đây, còn đây là bình lan kế của em nè cả nhà, màu tím. Những cái nụ này nó vừa mới nở cách đây có 2 ngày thôi. Đó, em để gần cho cả nhà coi. Lan á, thường khi em thích đó là cả nhà mình chơi lan á rất là lâu, lan nó mới tàn. Khi mà nó nở như vậy mình xài cũng được khoảng 2-3 tháng nếu mà mình biết cách chăm sóc nó. Nè, cả nhà thấy không? Đây cũng là lan nè, nhưng mà cái này cái chân nó hơi cao cả nhà. Ở đây nó đã nở được hai cái hoa rồi nè, ở đây còn những cái nụ cả nhà thấy không? Đây là cái này nó chưa nở hết. Mình để cho cả nhà coi bình lan màu vàng của mình nha. Đây là bình lan màu vàng nè cả nhà, vàng vàng cam mà hơi tím cả nhà thấy không? Nó nở được 2 hoa rồi. Ở trên đây nó rất nhiều nụ non. Ở bên đây nó tẻ ra được một cái nhánh đây nè cả nhà. Cái loại này thì nó thưa bông hơn, thưa bông hơn cái loại này mà em nó cho cả nhà coi. Đây là cái bình này nở cũng khoảng 1 tuần rồi đó. Còn những cái bông này là những cái nụ này nó chưa nở, qua lam trắng, trắng lam tím, nhị màu tím đậm rất là nổi cả nhà thấy phải không? Còn ở đây mình cũng có nữa nè cả nhà, mà ấy mày không nhớ màu này màu gì, nhưng mà khi mình nó ra rồi đó, cái con mình nó đụng bị bẻ gãy rồi. Bây giờ nó ra 2 cành này, đây là 2 cái này nó ra qua nè, nhưng mà nó ra qua muộn hơn cái kia, tại mình mua thì không có một lượt. Khi mà nó ra cái chỗ trước chỗ sau chứ không phải hoa mình mua mà chợ về mà nó trổ đều một lần một nha cả nhà. Còn đây là bên này, bình này là mình đã xài xong rồi, mình xài xong khi mua ở chợ về, xài xong mấy tháng qua đã tàn rồi, là mình đã cắt cái cuống rồi nè cả nhà. Bây giờ mình xài, mình chăm sóc, nó đã ra được cái nhị nhỏ bên trong nè cả nhà thấy chưa? Đó, cái nhị nhỏ đó là cái nhánh của cái dòi bông nó ra dài đó, một cái nhị nhỏ vậy mà nó đi ra dài được một cái nhánh bông như vậy nè cả nhà, là chắc mình cũng đợi khoảng 2 tháng đó. Ai mày thích nhất là cái bình này, cái bình này hoa nó nở trước. Ai mày cũng chia sẻ với cả nhà thôi, không biết ai mày nghĩ các bạn các cô các chú thì cũng có nhiều người biết chơi lan, rất sành về lan và biết cách chăm sóc lan. Nhưng mà ngày xưa đó ai mày thích chơi lan, cái thứ nhất là lan trong nhà mà có hoa tươi, mình đi làm về cái mệt mỏi mình ngắm bình hoa cũng thấy người nó khỏe ra nữa cả nhà. Nó có một cái sự tươi tươi mát ở trong nhà. Nhưng mà em mì thì không có rành cách chăm sóc hoa lan. Những năm về trước thì em bị xài xong hoa tàn là cái những cái lá lan này nó cũng bị chết theo luôn, là em mì phải dục bỏ rồi muốn muốn mua hoa lan nữa thì mua cái khác xài. Nhưng mà từ khi có mẹ ở chung với em mì đó, mẹ biết cách chăm sóc. Cái lan này là mình mua hồi khít mệt của năm rồi, năm 2018, là mình mua ở ngoài chợ Giant đó cả nhà, hoặc là Lơ, hoặc là thỉnh thoảng chợ quay mối kịch nó cũng có nữa. Thì em mày mua về xài, thì em mày mua về xài khoảng tầm 3 tháng.
thì bắt đầu lan nó đã tàn. Xong rồi má mi của em mì mới cắt những cái nhánh lan tàn nè, những cái cuống nó bỏ. Sau đó má mi chăm sóc thì em mì thấy cũng đơn giản à. Em mì chia sẻ với cả nhà, nếu mà cả nhà ai mà có kinh nghiệm chăm sóc lan để tốt hoặc là trổ đều, trổ đẹp hơn thì cùng chia sẻ cho em mì học hỏi thêm nha cả nhà. Là khi mà má mi cắt cái cọng hoa nó đã tàn rồi thì mình tháo luôn cái cây này ra, mình cất lại thì mình chỉ còn là cái lá thôi. Thì má mi em mì chăm sóc thỉnh thoảng vài ngày thấy má mi xịt nước, nhưng mà không, mình không phải tưới nha cả nhà, xịt nước sương sương ở gốc thôi. Thì đậu 3-4 ngày má mi xịt một lần. Cái thứ hai nữa, những cái lá này còn lại để chăm sóc á, là má mi để chỗ có ánh sáng, giống như là ở nhà mình có cái đèn hay là có cái sun room gì đó cả nhà, mình để có ánh sáng để nó lấy ánh sáng mặt trời hay là chất diệp lục đó cả nhà, để cho nó tốt. Cái thứ hai nữa là mình thấy má mi để ở nhiệt độ khoảng chừng 65 tới 80 độ thôi. À, chứ không mà không lạnh quá, mùa lạnh thì mình không thể để cho lạnh quá, hoặc là nóng quá không có ánh sáng mặt trời thì lan nó cũng dễ bị chết nha cả nhà. Đó, những cái cây lan này nè, em mì đưa cho cả nhà coi đó, là em mì đều mua một một lần một ở ngoài chợ luôn, nhưng mà sau khi đã xài đã tàn thì em mì bắt đầu mới có cách cắt ra chăm sóc. Nhưng mà khi mà mình đã xài tàn xong rồi á, mình chăm sóc thì nó lan nó ra chừng 2 lá non như vậy. Thì bắt đầu cái đợt thứ ba, bắt đầu nó sẽ đưa những cái dòi nụ ra. Chừng 2 lá non là nó có đưa dòi nụ ra rồi nha cả nhà. Đây nè, để em mì cho cả nhà coi cái cây này nè. Rồi sau khi em mì xài tàn rồi đó, ở đây nó ra được 1 lá. Đây nó là được lá non thứ hai. Thì ở bên đây nè, cả nhà thấy không? Cái nụ hoa nè. Đó, nụ hoa ở đây nè. Nó bắt đầu đâm chồi ra. Thì cái tầm này cũng khoảng 1-2 tháng nữa thì cái chân hoa này nó mới ra dài được cả nhà. Bây giờ em Mỹ rất là thích chơi hoa lan cả nhà biết không? Nó rất là tiện lợi. Mình xài khi mà hoa nở thì mình xài khoảng được tầm 2-3 tháng. Nếu mà mình chăm sóc tốt và để ở nhiệt độ thoáng mát, có ánh nắng mặt trời thì em mình nghĩ tầm hơn 4 tháng, tầm hơn 3 tháng. Sorry cả nhà, tầm hơn khoảng 3 tháng sau đó bắt đầu những cái hoa nào nở trước nó mới bắt đầu khô héo, nó rụng dần tới những cái hoa ngọn thì cũng kéo dài khoảng 1 tháng nữa. Cả nhà thấy không, cái bình màu vàng nhánh nó rất là dài. Nhưng mà cả nhà biết á, em mì để ý một cái điều nữa mà không biết cả nhà thường khi có để ý hay là không, thường khi những cái chậu hoa lan mà em mì mua ngoài chợ về á, nó còn tầm vài ba nụ nó chưa nở, nhưng mà ít có khi nào những cái nụ nó nở hết lắm cả nhà. Nó chỉ nở 1-2 nụ hoặc là những cái nụ đó nó bị dợp đi, nó không có nở hết. Nhưng mà đối với lan mà trồng nè cả nhà, mình đã xài lại lần thứ hai rồi đó, nó tự ra bông, giống như ở nhà mình chăm sóc nó tự ra bông nó nở, thì cả nhà thấy nó nở tới cái nụ cuối cùng luôn. Cái bông nó hơi nhỏ lại hơn nhưng mà nó nở tới cái nụ cuối cùng luôn, giống như mình xài là mình chăm sóc nó tươi tốt hơn những cái lan nó đã được xử lý ở ngoài chợ rồi. Cả nhà coi một cái bình hoa lan vậy nè, cả nhà thấy không, nó ra một một trụ chính, nó ra được một nhánh bên đây, dưới đây một nhánh, ở trên đây một nhánh bự, mé bên đây một nhánh, bây giờ ngay giữa chỗ này nó đâm ra một nhánh nhỏ nữa. Cả nhà thấy một cành lan thật là đẹp, mình xài được rất là lâu cả nhà, xài tầm độ 3 tháng. Cả nhà thấy nếu mà tính theo thì mình rất là tiện lợi. Hoa lan là cái thứ nhất mình xài lâu lâu tàn, mà cái giá thành nếu mà mình mua để mình xài á thì tính ra nó rất là rẻ cả nhà. Hình như một chậu gì năm ngoái em mình mua khoảng 20-22 đồng gì đó, là mình xài 3 tháng qua mới tàn, bây giờ chưa đầy năm là mà qua đã nở lần thứ hai nữa, là mình xài khoảng 3 tháng nữa qua này nó mới tàn. Thì mình cứ chăm sóc như vậy thì mình sẽ xài được dài lâu nha cả nhà. Thường khi mình cũng thấy các bạn cũng chia sẻ những cách
chăm sóc lan, nhưng mà đối với nhà mình á thì má mi mình chỉ chăm sóc đơn giản vậy thôi, là lan nó sắm lâu nè cả nhà, rồi nó nở hoa rất là đẹp. Ngày xưa mình thường dở lắm cả nhà, mình không biết đâu, không có ở chung với má mi đó, thì lan xài xong rồi là cứ như 3 tháng xong là cái lá lan là nó cũng chết theo luôn, là cũng như mình dục luôn, mình không có biết xài lại nữa. Nhưng mà từ khi ở với mẹ mình thấy cách chăm sóc lan rất là đơn giản, ở nhà biết chăm sóc lan rất là đơn giản, mẹ chỉ xịt nước sơ vậy thôi, để ngay cửa sổ lấy ánh nắng mặt trời nhiệt độ là 65 tới 80 độ, thì trong thời gian vài tháng lan ra được hai lá non, bắt đầu ra những cái cành để trổ hoa như vậy. Okay, hôm nay thì Amy chỉ chia sẻ với cả nhà cái sở thích nho nhỏ của Amy. Chưng hoa trong nhà cũng rất là tươi cả nhà, về nhà thấy không khí rất là thoải mái. Amy tạm dừng video tại đây. Cả nhà yêu thương, yêu mến Amy thì ủng hộ Amy bằng cách bấm like, bấm share và bấm subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Amy nhé. Amy chào tạm biệt cả nhà.